đã chết cho mùa hoa ly kỳ mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh đã chết cho đời sau. Kính thưa quý vị khán giả, em xin giới thiệu tên em là Trần Xuân Bắc, chủ tịch hội đồng tự quản lớp 3C, kiểm giáo thị xã Nội Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Việt Nam đất nước anh hùng, đất nước của những bản trường ca vĩ đại, những trang sử hào hùng, những con người kiên cường, bất khuất, dâng hiến cả đời mình cho tổ quốc thân yêu. Đất nước ấy từ thời Hùng Vương đến những năm tháng chiến tranh chống thực dân đế quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh, của Bác Hồ vĩ đại, của đất nước thân yêu đã tạo nên bao chiến công. Để rồi ngày hôm nay, mỗi lần quay ngược bánh xe thời gian, thế hệ trẻ chúng em lại không khỏi bồi hồi, xúc động. Vâng, chiến tranh đã qua đi nhưng những dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi, những đau thương mất mát, những thăng trầm của lịch sử, những sự hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của dân tộc. Họ đã ngã xuống nhưng tên tuổi và những chiến công đã được khắc ghi trong cuốn sách Võ Thị Sáu, Con Người và Huyền Thoại mà sẽ mãi là niềm tự hào, niềm tán phục mà bạn đọc không thể bỏ qua. Đó là cuốn sách của tác giả Nguyễn Đình Thống mà em muốn giới thiệu hôm nay. Cuốn sách gồm có 79 trang, cổ 14,5 x 20,5 cm, của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, với những tình tiết đặc sắc về cuộc đời chiến đấu, hy sinh oanh liệt và cả những huyền thoại giá trị. Qua cuốn sách nhỏ này, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động về người nữ anh hùng đã hy sinh oanh liệt cho tổ quốc. Lật dở từng trang, cuốn sách đã dẫn dắt chúng ta đi theo suốt cuộc đời của chị Sáu, từ tuổi thơ năm lũ trên quê hương đất đỏ miền Đông, giáo truyền thống cách mạng, đến những trận đánh táo bạo của chị cùng đồng đội, cả những giây phút đối mặt trong nhà tù thực dân đế quốc. Đó là những giây phút hào hùng nhất của chị trước lúc hy sinh vẫn còn vang vọng đến hôm nay và mãi mãi mai sau. Đến với những trang sách vàng, bạn đọc sẽ có ít nhiều tư liệu qua những lời kể, những nhân chứng lịch sử bằng những ngôn từ giản dị, chân thật, tính cách đặc sắc. Cuốn sách đã khắc họa lại những hình ảnh người chiến sĩ anh hùng. Người chiến sĩ ấy đã đi vào lịch sử, trở thành dấu son truyền thống của dân tộc ta. Đến nay, tên chị đã trở thành tên trường, tên đường, tên đoàn, thân thuộc trên khắp mọi miền đất nước. Đối với thế hệ Việt Nam, hôm nay, cuốn sách nhỏ này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời của người thiếu nữ anh hùng đã hy sinh oanh liệt cho tổ quốc, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người Việt Nam. Dù mỗi người khi đọc cuốn sách nhỏ này có những cảm nhận khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ có chung một nhận định rằng chị Võ Thị Sáu vẫn đang sống cùng đất nước, cùng các thế hệ Việt Nam. Các bạn hãy tìm đọc tài liệu này có tại thư viện trường Đại học Thị trấn Nam Đông với mã số THRDV0080 và sẽ là tư liệu quý giá giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chị Sáu, một dấu son truyền thống về chủ nghĩa yêu nước. Cô giáo chúng em kể lại rằng đến Côn Đảo hôm nay, một bãi biển xanh, bờ cát trắng, bờ cát xanh trải dài thơ mộng, những tòa nhà, những công trình khang trang, một hành trình trở về cội nguồn, giáo dục lại tinh thần yêu nước một cách thiết thực nhất. Khi chiến tranh đã lùi về quá khứ, cuốn sách giáo dục tinh thần yêu nước một cách thiết thực nhất, chúng ta như là tiếp thêm một ngọn lửa nồng nhiệt, ấm áp nhất, ngọn lửa yêu hùng, giữ gìn biển đảo quê hương, Côn Đảo anh hùng, viên ngọc sáng lấp lánh của biển Đông. Lớp lớp sóng khơi xa vẫn ngày đêm ra giết cuộn trào, ôm những đứa con giữ bầu trời màu áo thiên thanh. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ chắc sẽ không yên lòng, sóng lớp lớp kế lên thềm lục địa. Sóng lòng người có loại sóng nào không? Hơn bao giờ hết, thế hệ trẻ chúng ta cần trân trọng sự hy sinh của cha anh khi ấy biết rõ nhiệm vụ của mình đối với quê hương đất nước. Võ Thị Sáu, Con Người Huyền Thoại chỉ là một trong vô vàn cuốn sách quý của mỗi bạn đọc. Chị Sáu đã hy sinh nhưng sẽ còn sống mãi cùng dân tộc. Sự hy sinh đó đã làm rạng rỡ non sông đất nước này, tô điểm cho tuổi trẻ Việt Nam dám ngẩng cao đầu, so sánh vai cùng tuổi trẻ Nam Châu. Hình ảnh của chị cùng biết bao anh hùng khác sẽ mãi là tấm gương sáng cho chúng em học tập và noi theo. Chúng em sẽ không ngừng phấn đấu học tập, xứng đáng là
chủ nhân tương lai của đất nước. Em xin trân trọng cảm ơn ạ.